Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Đầu clip tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu và anh em Nguyễn Trung Đức đã donate ủng hộ cho tôi. Đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Quốc Minh Nhật và anh em Đạt Lê đã gia hạn với hội viên trên kênh. Cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ, cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn vì đã tạo cho tôi một cái nguồn động lực để tôi có thể ra video trong những cái ngày mà tôi mệt mỏi nhất anh em nhé. Rồi và chúng ta sẽ đến với cái con game ngày hôm nay. Đấy, anh em cũng có thể thấy là trong cái trận đấu này có những cái tên quen thuộc. Cái gì đây? Được đấy, được đấy. Kèo 100k top 1 game này nhé anh. Ôi, được đấy. Ôi, cảm ơn nhá, cảm ơn Xuyên nhá. À không phải. Nhầm anh em ạ, nhầm. Đấy là nói Mr. D. Không, khổ. không phải tôi. Đấy. Nhiều khi mình thấy tiền mình cứ sáng mắt lên. Đấy. Tít hết cả mắt. Nhưng có phải là donate cho mình đâu. Khổ, đấy. Lại nhận vơ rồi. Xấu hổ quá anh em ạ. Nghe nói là Mr. D được anh em donate cho nhiều lắm. Tôi ngày trước tôi không tin đâu. Nhưng mà trong cái con game này tôi gặp thì chắc là tôi cũng tin rồi đấy. Tôi bắt đầu thấy tin rồi đấy. Thấy bảo là một ngày được donate rơi vào tầm đâu đấy nó khoảng 4-5 triệu một ngày. Đấy thì tôi thấy ở trong game mà cứ vào game mà gặp thấy có cả kèo top 1 100k tôi biết rồi. Là cũng là càng ấy kiếm tiền ác thật. Tôi thì cũng chỉ mong mỗi ngày được donate cho 50k để ăn sáng thôi. Thế là vui rồi. Chứ mong ngước cái gì 5 triệu ngày đâu. 5 triệu một con số quá xa vời anh em ạ. Đến cái công việc chính của tôi rồi chả kiếm được cái nó phải, chắc là nó phải gấp tới tầm 10 lần cái công việc chính của tôi. Hơn 15 năm thiết kế chỉ kiếm được 500k một ngày. Tôi chỉ mong cái công việc thiết kế của tôi đến một ngày nào đấy tôi kiếm được 1 triệu một ngày, đó là vui lắm rồi. Không biết đến bao giờ. Biết đâu đấy công việc sau này ngon nghẻ lại nghỉ YouTube. Cũng có thể, hoặc là nghỉ công việc để làm YouTube. Cái đấy thì cũng chưa biết được anh em ạ. Nói chung là cái nào ngon thì mình làm cái đấy thôi. Chứ còn chưa biết được là gắn bó với cái nào lâu dài đấy. Chỉ biết là bây giờ cứ, nói chung là cái nào mà đam mê thì mình làm. Cái gì mà mình cảm thấy là có niềm vui trong công việc thì mình làm thôi. Đấy, một cái công việc mà khi mà chúng ta không còn thấy vui nữa ấy, chúng ta làm không còn vui nữa thì chắc chắn là lên nghỉ đấy. Cái tầm đấy là lên nghỉ, nên nghỉ và chuyển sang một cái vị trí mới hoặc là một cái công việc mới, làm nó vui vẻ hơn, nó phấn khích hơn. Thực ra thì tôi nghĩ là bản thân mình hoặc là đồng nghiệp của mình nó có một cái gì đấy nó khá liên hệ chặt chẽ với cái công việc hàng ngày, cái phong thái làm việc của chúng ta. Khi mà nếu một ngày mà ra công ty, đi công ty mà có một cái người đồng nghiệp mà tươi cười, có một cái gọi là năng lượng ấy, tích cực truyền cho mình, thì mình hôm đấy tự nhiên làm việc nó hiệu quả, làm việc nó vui. Đấy, cũng như là chính bản thân mình cũng thế, đi làm mà mình mang được một cái tinh thần mà nó lạc quan, một cái coi như là một cái tinh thần tích cực đến công ty, làm cho mọi người ở trên công ty vui hơn, thì rõ ràng là đi làm vui thì chắc chắn là công việc nó sẽ hiệu quả rồi. Đấy, còn mình đến ủ rũ chán đời nó khác lắm anh em. Đấy, mình sẽ kéo theo là cả người khác cũng thấy như thế luôn. Đấy, ví dụ như là đang làm việc chẳng hạn mà bên cạnh có một chút gì đấy gọi là hơi mất trật tự một tí, là mình cau co tí, mình có thể là nói là đồng nghiệp có thể trật tự được không, tao bây giờ tao đang mệt lắm, thì đồng nghiệp chắc là lúc đấy là cũng chán luôn, cũng mệt. Đó anh em ạ, nó nói chung là nó liên quan đến nhau hết đấy, tất cả nó đều liên quan đến nhau. Đấy, trong một cái cỗ máy ở trong game này cũng thế. Đấy, nếu mà một trận đấu nhá, anh em chỉ cần khởi đầu trong một cái ngày mới với một cái trận đấu ngon nghẻ đấy, thì cả ngày hôm đấy anh em sẽ rực rỡ luôn. 3-4 trận tiếp theo của anh em đánh rất thoải mái. Đấy, và anh em khởi đầu bằng một cái con 8 thì tôi nghĩ là tốt nhất là anh em nên nghỉ luôn. Anh em đừng chơi nữa, bởi vì anh em có chơi nữa thì anh em vẫn 8 thôi. Đấy, tôi cũng có cái quan điểm là tôi làm clip cũng như thế. Một khi mà tôi đã 8 là thôi tôi chả làm nữa. Còn một khi mà tôi đã chơi nó đang vào form ấy, đang vào một cái chuỗi top 1 của tôi thì chắc chắn là tôi sẽ chơi liên tục luôn. Đấy, nên nhiều khi anh em thấy là có những lúc mà tôi ngồi rất lâu. Anh em nào mà follow thì anh em cũng biết tôi ngồi rất lâu. Có những cái thời điểm mà tôi ngồi từ khoảng 10 giờ tối là cái giờ mà tôi hay bắt đầu làm clip. Đấy, đến khoảng 3 giờ sáng luôn.
chỉ vì là coi như là lúc đấy nó đang coi như là đánh rất là bon. Nhưng mà có những cái ngày tôi không hề online, tôi không hề online luôn. Bởi vì là những cái hôm đấy tôi biết là tôi chơi lửa ấy, thì nó cũng chả ra cái clip nào hay ho cả. Đấy. Trận này mà nó lổ với tôi con gấu assassin 2 sao thì giết hết anh em ạ. Nói chung là ra được gấu assassin 2 sao thì trò chơi là kết thúc luôn. Không nói nhiều. Con này nó mạnh vãi đái luôn. Thật. Được đấy nhờ. Ui còn một con nữa anh em ơi. Ôi xong rồi. Chuẩn bị lên đỉnh rồi anh em ơi. Ôi dồi ôi. Đúng là dạo này là kiểu chơi nhiều con gấu ấy, nó hay ra đây anh em ạ. Thực ra đây nó cơ chế game thôi. Cứ bao giờ mà anh em chơi nhiều cái gì là máy nó sẽ cho chơi cái đấy. Đấy. Anh em cứ để ý mà xem, chơi nhiều cái gì là nó sẽ cho mình chơi cái đấy. Đấy. Nó sẽ, đấy nó gọi là cái gì, nó giống như là kiểu YouTube với cả Facebook hay là TikTok ấy. Đấy, nó gọi là thói quen người dùng. Nó có một cái AI, nó nhận biết cái thói quen người dùng là thích chơi cái gì. Nó cứ thế mà nó cho chơi thôi. Đấy. Chuẩn bị xin 2 làm bố thiên hạ. Đúng rồi bạn ơi, chuẩn bị lên đỉnh rồi này. Chuẩn bị lên đỉnh, bây giờ ra con gấu assassin 2 sao nhỉ. Nói chung là đặt cái con gấu assassin 2 sao vào tay tôi thì tôi nói thật với anh em, bọn này chết hết. Khóc luôn đi là vừa. Sắp lên đỉnh rồi anh em, còn một con nữa thôi. Còn một con nữa, ra luôn đi. Ra luôn đi, ra luôn đi. Không ra, ôi rồi. Tôi tưởng không ra mà nó ra quả trứng anh em ạ. Rồi xong rồi các bạn ơi. Rồi các bạn đóng hòm hết rồi. Ôi rồi ơi, lên đỉnh rồi anh em ơi. Được đấy, gấu được quá. Gấu ơi, ôi. Chạm đúng vào coi như là điểm G rồi. Tìm đúng hạt le. À hạt me, hạt me. Gấu hạt me à? Được đấy. Quá xuất sắc gấu ơi. Ôi, chạm đúng vào hạt me luôn. Nó khiến tôi coi như là không thể kìm hãm được cái sự sung sướng này rồi anh em ạ. Ôi. Thế này thì các bạn xác định luôn nhé, trận này tôi nói thật với anh em, tôi chơi mấy cái đội hình gọi là ba lăng nhăng, coi như là đội hình nhìn trong cái giai đoạn đầu game nó chả có cái vẹo gì ý. Mà nó còn top được thì anh em thấy là với một cái đội hình như này thì đỡ thì đeo được. Với các bạn nói cho nhanh, ra là con gấu assassin 2 sao thì chắc chắn top 1. Đấy. Chơi kiểu gì cũng top 1 anh em ạ. Chơi kiểu gì cũng top 1 luôn. Trận này chơi kiểu gì cũng top 1. Chơi beat thì chơi assassin thì chơi kể cả insectoid. Nói chung là có thể chơi được rất nhiều thứ với một con gấu assassin 2 sao. Đấy, bây giờ cái con này là bây giờ nó gánh đến hết game luôn này. Ok chưa? Bây giờ tầm này thì các bạn làm thế nào? Một cái câu hỏi đặt ra là làm nào? Bài toán khó. Quay trở lại bài toán khó cho tất cả các bạn. Một bài toán mà không có lời giải. Bỏ Shadow Guerrero đi anh em nhé. Con Shadow Guerrero này không cần trong bộ Assassin. Đủ à? Chơi 6 Assassin thôi anh em ạ. Không cần thiết là phải chơi 9 Assassin. Mà nếu mà 9 Assassin thì cũng được. Nhưng mà thôi. Nói chung là cũng không nhất thiết là phải 9 Assassin. Con gấu Assassin này 6 Assassin của anh nó cũng khỏe lắm. Nó tởm lắm anh em ạ. Nhiều khi là sẽ có anh em có đặt ra những cái câu hỏi kiểu như là 6 Assassin hay 9 Assassin khỏe hơn. Thì nếu mà anh em có một cái con gấu Assassin ấy, gấu Assassin mà lên 2 sao thì tôi nghĩ là 9 Assassin nó sẽ đánh, nó sẽ thắng được khá nhiều đội hình đấy. Hơn so với cả là 6 Assassin kẹp cọc. 6 Assassin thì nó có cái là nó kẹp được thêm cọc vào. Thì nó cũng, nói chung là cũng có thêm một cái, nó hứng đam, nó cũng counter khá nhiều vào mấy con đánh gần. Nhưng mà cái con gấu assassin này mà nó đủ đồ thì nó clear. Nói chung là nó sẽ clear chết hết. Nó cũng chả cần phải phá cọc đâu, nó không ôm cọc đâu anh em ạ. Có blink ra sau thì không sợ cọc. Nhất là late game mà chúng ta có đủ những cái con đánh xa ấy. Như con rồng mập này, con water spirit này. Và con sailing assassin thì nói chung là cũng không sợ lắm. Không sợ cái cọc đâu. Đấy nên là nói về 9 assassin mà đấu với cả 6 assassin ấy thì không thua. Nếu mà có con gấu assassin. Còn nếu mà không chơi gấu assassin ấy thì sẽ thua. Đấy. Nếu mà phải chơi cáo ấy, chơi co là cáo thì thua, nhưng mà chơi gấu assassin thì 9 sin nó làm cái gì đấy nó vãi đái lắm.
Đấy, nhưng mà thôi chuyện này thì tôi đang có ý định là tôi sẽ đánh Insect anh em ạ. Chuyện này đánh Insect cho thay đổi một chút đi. Đánh Insect, late game đánh Insect cho thay đổi. Bởi vì cái bộ xin nhiều người chơi quá rồi. Là ở đây cũng có khá nhiều người chơi xin. Bây giờ tôi là, thực ra bây giờ tôi có thể up level 7 và tôi kẹp vào 6 assassin, cái tầm này khỏe đấy. Chúng ta sẽ lấy thêm những cái món đồ, tí nữa sẽ có cái găng tay Kira nên là tôi chưa có chốt đồ vội anh em nhá. Sẽ có găng tay Kira chơi cái bọn Insect ấy là phải có Kira mới chơi được, nó mới khỏe được anh em ạ. Nên là đánh từ từ đã, cứ bình tĩnh. Chưa có gì phải vội cả. Bây giờ chúng ta mạnh lắm rồi ấy. Bây giờ coi như là gặp thằng có chuối kia là cắt chắc luôn. Cắt chuối được chắc chắn luôn đấy. Không nói nhiều. Bây giờ nó up lên 9 thì may ra tôi mới thua. Đây là úi rồi, cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Tầm này thì thôi, làm gì còn có cái cửa nào mà giữ được chuỗi bạn ơi. Gấu assassin. Đâu rồi? Ôi, kia, cẩn thận bạn ơi. Ui, không. Nhảy phát lửa. Úi giời ơi. Hay quá. Ui giời ơi, anh em thấy không, gấu assassin. Nói chung là cái con này tôi nghĩ là nó phải là cái con 5 đô chứ không phải là cái con 3 đô đâu anh em ạ. Ảo lòi. Cân tim luôn mà, cân tim luôn. Quá căng. Đấy, suýt thua nha anh em nhá. Nhưng mà nói chung là ảo lắm anh em ạ. Đúng là ảo ma Calada. Gấu assassin con này tôi nói thật là trong 4 con gấu đúng không? 4 hay 5 con gấu nhỉ? 5 con gấu. Tính là con gấu 5 tiền ấy. Con gấu assassin này, con gấu mết này, con gấu 5 đô này, con gấu đá này và con gấu đù. Thì cái con gấu assassin này là cái con mạnh nhất anh em ạ, kể cả cái con gấu 5 đô không bằng cái con gấu assassin này đâu. Con gấu assassin này nó lên được 2 sao thì anh em xác định luôn là anh em vô địch. Không nói nhiều. Quá khỏe luôn ấy. Chỉ cần anh em đi đúng lineup thôi. Đừng có sáng tạo mà đi gấu assassin xong rồi lại kẹp với cả xuyên. 6 xuyên hay là gấu assassin kẹp Saman hay là gấu assassin kẹp với cả cái gì 6 đỏ. Đừng anh em ạ. Đã ra gấu assassin thì nó chỉ có 3 bộ để anh em chơi thôi. Đấy, 3 bộ thì là bộ assassin thì nó là gọi là mạnh nhất rồi. 6 assassin, 9 assassin rất là khỏe. Đấy, còn nếu không ấy thì là ít nhất là nó sẽ là ở trong cái bộ beat 6 beat kết hợp với gấu assassin hoặc là cái bộ insectoid, cái bộ bọ. Đó là những cái line up mà anh em, nếu mà anh em ra gấu assassin 2 sao thì anh em chơi thì ôi dồi ôi. Anh em xác định luôn, chắc chắn top 1. Nếu mà ở cùng một cái trình độ nhá anh em nhá, chắc chắn top 1. Không có một thằng nào nó bật được anh em đâu. Anh em cứ đúng bài anh em chơi chắc chắn top 1. Anh em đừng có như là sáng tạo chơi quả ra gấu assassin xong anh em chơi mết. Đừng nha anh em nhá. Còn nếu mà anh em muốn chơi mết ấy, à đây ủa đồ đây rồi, ngon rồi anh em ơi. Vậy là có găng tay Kira này. Hay quá. Đấy, tôi vừa nãy tôi cũng chưa kịp chốt đồ đâu. Tôi cố tình là tôi chưa chốt đồ chứ không phải là chưa kịp, mà là tôi cố tình tôi đợi đấy để tôi có cái món găng tay Kira này. Đấy, tuyệt vời luôn anh em ơi. Rồi, từ nha. Xem nào, bây giờ up cấp không? Tôi nghĩ là chả cần up cấp. Cái tầm này mạnh rồi ấy. Không cần up cấp anh em ạ. Từ từ đã, con gấu đá này có dùng không này? Thôi bây giờ có gấu assassin 2 sao rồi cũng chả cần dùng gấu đá. Thôi, bán luôn. Để mua cái con bọ cạp này tí nữa chuyển sang Insect anh em ạ. Rồi. Đồ thì ở đây có găng tay Kira với một cái BKB nữa. Ok. Chúng ta sẽ để dành cái giáp để lấy cái BKB sau. Còn cái Blink là chưa có. Sẽ lấy cả một cái Blink nữa anh em nhá. Blink cũng rất là quan trọng. Ok. Bây giờ mình là cái người khỏe rồi. Mình là một cái người mà tí nữa sẽ là có tiền. Rất khỏe luôn. Chuyện này có cả phe giờ à? Cái này có phải phe giờ hay là beat đấy nhỉ?
Tôi nghĩ ở đây là nó là beat thôi. Ui, lại bọc cạp này. Hay quá nhở. Thế thôi, chắc là up cấp thôi. Hết slot rồi anh em ạ. Những cái con còn lại là những cái con cần phải đưa lên 2 sao, tôi không bán đâu. Con heo là cũng cần. Late game là cũng phải chơi con heo. Late game là chơi con heo này cái trong cái bộ insect anh em nhá. Nói chung là cái tầm này thì thực ra là vì là thiếu slot thì tôi up cấp thôi. Chứ còn nếu mà tôi để ở level 7 ấy, thì cũng chả thằng nào ăn được. Nói cho nó nhanh. Cái tầm này chốt đồ là chốt đồ cho gấu là lấy gần hết đồ rồi. Còn thừa một món thôi. Thừa một món thì tí nữa BKB thôi. Chứ còn nó cũng chả có yếu gì đâu. Bây giờ bọn này tầm này bây giờ gặp tôi thì mất cả đống máu luôn đấy chứ. Gấu Assassin 2 sao thiếu đúng cái Blink nữa thôi thì bọn này chết hết. Anh em ạ. Blink nó sẽ giúp tung trưởng sớm. Úi dồi, được đấy. Được đấy, được đấy, được đấy. Rồi. Không sao, mình là người có tiền anh em ạ. Mình là người có tiền, mình cho luôn bọ cạp lên 3 sao luôn. Ok. Không có vấn đề gì hết. Ờ. Mình là người có tiền. Cứ bình tĩnh. Kể cả bây giờ anh em nhìn thấy tôi hết tiền đúng không? Nhưng không sao, bây giờ tôi mạnh mà. Tôi tí nữa tôi có chuỗi thì tiền nó lên nhanh lắm anh em ạ. Chỉ sau khoảng 5 round thôi là nó full 50 tiền thôi. Có cái gì đâu. Bây giờ nó cứ lổ ra, nó càng nhiều con thì tôi càng ôm. Những cái con ở trong bộ insect hay là bộ sin đều có thể ôm được trong giai đoạn này. Đấy, đấy là chính là cái lợi thế tại sao lại ra con gấu assassin lại nó lại sướng như thế. Tôi không nhất thiết phải giữ 50 tiền. Đấy. Vốn dĩ là ra con gấu assassin này là tiền nó đã tăng theo mỗi round là ít nhất là sẽ có những cái chiến thắng để được một tiền rồi. Đấy, chưa kể là có chuỗi nữa. Mà cái chuỗi này tôi nói thật, thằng nào cắt được cái tầm này tuyên bố luôn trận này 100% máu hết game. Nói cho nhanh. Anh em tin không? Anh em lên tin đi là vừa. Anh em ạ. Anh em đừng như mấy cái thằng anti. Anti fan nó vào thấy tôi chơi dễ dàng quá. Nó bảo tôi đang đánh ở cái mức rank Bishop. Ok. Ok thì đang đánh ở Bishop đấy. Đang đánh ở Bishop đấy bạn ạ. Đùa thật là như thế luôn. Có những cái thằng mà nó vào thấy tôi chơi dễ quá anh em ạ, thế là nó nghĩ là tôi đang đánh ở mức rank Bishop. Tôi cũng chả muốn giải thích nhiều đấy, cứ ra gạ làm cái kèo nhẹ nhàng 3 trận mỗi trận 100k đấy, thế là mất hút từ hôm qua giờ chưa thấy đâu. Nhưng mà sau đấy tôi lại nghĩ lại rồi, nhiều khi là chúng ta phải cần có những cái người như thế để nó tăng tương tác cho kênh anh em ạ. Đấy, gáy ở trên kênh thì nó không mất gì mà. Thế thôi cứ gáy thôi, đằng nào thì vào trong cái kênh này thì cũng được à, cũng biết là trình độ cũng cao. Ồ, rồi ok. Rồi bạn chỉnh Queen. Đấy, đây là nhìn tôi phát biết ngay rank trình độ Bishop. Ok, được thôi, được nhá. Ừ. Còn tôi cũng chả có giấu gì anh em cả. Tôi nói luôn là tôi có hai cái arc để tôi làm video nhá. Tôi có hai arc tôi làm video. Nhưng mà hai cái arc đấy tôi nghĩ là kể cả là cái arc mà rank thấp của tôi ấy cũng hơn rất nhiều cái người mà đang có trong game này. Đấy. Cái arc thấp nhất của tôi bây giờ nhá. Tôi có hai arc thì cái arc thấp của tôi ấy đang chơi làm video clip ở mức rank là King 1. Còn cái arc này tôi đang chơi ngày hôm nay là nó rơi vào tầm đâu đấy nó khoảng Queen 1k điểm rồi. Queen 1k điểm rồi anh em ạ. Thế nên là thực ra chơi làm clip để mà làm content ấy thì tôi vẫn chọn cái arc ở cái rank King 1. Nó làm nó dễ hơn, tôi phải công nhận là cái điều đấy. Nhưng mà dễ hơn là chỉ dễ hơn so với tôi thôi. Một cái người ở mức rank nói chung là top server mà chơi ở mức rank King 1 thì đương nhiên là dễ. Cái điều đấy thì tôi công nhận. Đấy, tôi công nhận là tôi đang chơi ở cái mức rank dễ hơn cái mức rank của tôi. Đấy, cái trình độ của tôi khi mà tôi xuống ranking 1 tôi chơi. Nhưng mà ở cái mức ranking 1 ấy, anh em phải hiểu là tôi làm clip này là cho đại đa số những cái người chơi đang ở trong game này. Và đại đa số những cái người mà đang chơi ở trong game ấy, đang ở trong game là có cái mức rank nó là dưới rút 9. Anh em hiểu không? Đấy, chính vì thế nên ở cái mức ranking 1 ấy, đối với rất nhiều người thì nó vẫn làm cái mức rank cao. Đấy. Và làm content để hấp dẫn được thì chắc chắn là tôi sẽ xuống King 1 tôi chơi.
Đấy, còn ở mức ranking 1 không phải là ở chơi ở mức ranking 1 là gặp là những cái người mà rank group đâu nhá, mà king 1 vẫn gặp queen bình thường. Đấy, nhưng mà cái số lượng nó ít hơn. Gặp queen thì nó ít hơn so với cả cái mức rank mà gọi là top server. Bởi vì top server anh em biết là sẽ gặp toàn là top server thôi. Đấy. Và lúc đấy thì chúng ta sẽ không thể thử được những cái bài hay ho được. Chúng ta sẽ không thể nào mà có thể là sáng tạo được nhiều cái thứ hay ho. Bởi vì chơi ở cái mức rank đấy thường là nó sẽ khá là thực dụng. Tôi phải nói thật là như thế nhá. Thế là anh em, đấy là những cái chia sẻ thật, chứ tôi cũng chả có gọi là giấu gì cả. Tôi cũng không phải là bốc phét là tôi làm clip ở mức rank Bitshop xong rồi tôi như là tôi nói là mức rank queen. Nếu có chuyện đấy đâu anh em, anh em nhìn đối thủ anh em biết ngay. Nó biết xếp bài counter. Anh em nhớ những cái trận đấu mà có những cái thằng mà nó counter trực tiếp vào tôi không? Những cái đội hình mà counter trực tiếp vào tôi không? Đấy, như những cái trận đấu mà tôi chơi 9m ấy, xong có thằng nó chơi Insectoid ấy, nó counter tôi ấy. Anh em biết là nó thế nào. Mặc dù là nó không phải là top server nhưng mà người ta vẫn là những cái người biết chơi đấy. Và tôi nghĩ là ở cái mức ranking 1 ấy, nó là đủ để cho anh em có thể là vừa đủ cái gọi là độ hấp dẫn, cũng như là tôi có thể phô diễn được một vài những cái tuyệt kỹ ấy, anh em nhá. Đấy, để đủ để có thể múa được cho là nó hay. Thế thôi, còn nói chung là cái tầm mà chơi top server thì cũng không phải là không có top 1. Thậm chí là anh em cũng biết là tôi với một cái tỷ lệ top 1 ở cái arc top server ấy, nó là 35% top 1. Thì anh em biết là cứ 3 trận là một trận top 1 rồi. Đấy, thì nó cũng đâu có ít đâu, đúng không? Đấy, nhưng mà bởi vì làm sao? Bởi vì là nhiều khi là chúng ta chơi theo kiểu là beat hay là chơi theo kiểu là climb nhiều. Thì tôi nói thật với anh em là tôi cũng chẳng muốn ra clip làm gì. Nó nhiều lắm. Anh em có anh em hỏi clip sao hôm qua thấy được top 1 chơi cùng mà không thấy ra, là bởi vì thế. Bởi vì tôi không thấy hay. Anh em ạ, chơi Clive top 1 thì nó có cái gì hay ho đâu. Bây giờ tôi cầm Clive thì nói chung ấy là 9 trận đánh 10 trận thì chắc là rơi vào tầm khoảng 8-9 trận là top 1 rồi. Nói thật với anh em là như thế. Nên là tôi còn không thèm chơi ấy. Tôi không thèm chơi luôn ấy. Nên vào trong rank anh em thấy tôi toàn chơi mết đúng không? Tôi toàn chơi mết thôi. Bởi vì là tôi đã chán ngấy rồi. Chơi cái kia spam nhiều top 1 thôi. Chơi beat cọc assassin là nó là top. Đây là trận này nó là một cái ví dụ điển hình cho anh em là tôi chả cần phải làm gì luôn. Anh em thấy không? Có lẽ phải làm gì đâu. Đội hình nó đơn giản, nó chỉ là một cái đội hình mạnh thôi. Và tôi ra được cái con gấu assassin. Thế là gần như là đối thủ, coi như là tất cả đối thủ đều lặn xuống hết. Không có một cái gì nó là hay hỏ ở đây cả anh em nhá. Đây thật sự là đây là một cái trận đấu mà tôi nói thật với anh em là tôi chỉ khoe là tôi là con nhà phát hành thôi, cháu nhà phát triển thôi. Chứ còn cái tầm này nói chung là nói chuyện hay thì hay thôi. Chứ còn đây anh em biết rồi đấy, vô địch rồi, chứ còn tầm này thằng nào ăn được đâu. Khổ. Cứ thằng nào gặp tôi thì nó đi thôi. 13 trận thắng liên tiếp rồi thế này. Đấy, thấy không? Nó đơn giản nó là như thế thôi mà. Đấy, còn nhiều thằng nhá, tôi chơi là mấy cái bộ mà nó gọi là cực kỳ yếu luôn. Chơi mết rồi anh em cảm tưởng là tôi chơi 6m hay là tôi chơi mết xong rồi tôi kẹp linh tinh vào ấy. Đấy, mà có cái thằng mà nó ăn được tôi đến cái lúc mà giai đoạn mà solo 1v1 ấy nhá. Thì là tôi đã được top 2 rồi ấy. Mà có thằng nó chơi cái bộ này này, nó chơi cái bộ assassin, có con gấu assassin 2 sao mà nó ăn được tôi, nó gáy đấy anh em biết là nó đấy nó vui đến như thế nào anh em biết. Đấy, anh em hiểu vấn đề chưa? Đấy, tôi bây giờ mà gặp tôi ở trong rank ấy, nó như là một cái chuẩn mực rồi để đánh giá trình độ của người ta. Đấy, anh em hiểu không? Tức là nếu ăn được tôi ấy, thì chứng tỏ là mình hay ho. Ok, đấy, tôi hiểu ra cái vấn đề là như thế anh em ạ. Là nhiều cái trận đấu là thôi thì tôi cũng chấp nhận là tôi chơi những cái đội hình top 2 chơi vui. Chứ còn tôi nói thật với anh em là tôi cũng chả có ham hố gì mà sớ farm cấn 2 hay là sớ farm assassin cả. Đấy, lâu lắm mới có một cái trận đấu mà tôi chơi cái bộ này đấy. Anh em thấy ở trên kênh chả bao giờ chơi luôn. Đấy, lâu lâu rồi thì thôi coi như là vào gánh một tí ở trong một trận đấu cho mấy cái thằng anti nó bớt, coi như là nó bớt vào trong cái kênh của tôi nó gánh bẩn đi. Đấy, kênh của tôi là phải để tôi gánh. Không được để cho cái thằng khác nó gánh, anh em hiểu không? Đấy, rồi, tôi lên 10 rồi. Úi dồi ôi, anh em ơi, cái tầm này thằng nào nó ăn được tôi. Ăn hộ cả các bạn ơi. Ra đây, sang hết đây, tôi sẽ đòn. Nhá, thằng nào sang đây đòn hết. Đơn giản nó là như thế thôi. Đấy, cứ thế này mà phang thôi anh em. Tôi cũng chưa hiểu là bây giờ thằng nào nó ăn được tôi. Cầm cái bài này ấy, thì tôi nói thật với anh em là
để cho tôi cầm như này thì tôi nghĩ là thứ nhất là cái gì? Là tôi 100% máu đến hết game. Đấy là cái chắc chắn rồi. Không có thằng nào cắt được chuỗi tôi đâu. Tôi phải khẳng định với anh em luôn nhá. Cái này không phải là gáy sớm rồi ăn gì đâu, hay là gáy bẩn rồi tí nữa mất chuỗi đâu. Không có đâu anh em ơi, làm gì có. Nó mạnh quá rồi anh em ạ. Đấy, cái thứ hai nhá là cái gì? Là bây giờ nhá, chấp cả mấy cái thằng top server, top thế giới luôn, vô địch thế giới vào đây chơi cái đội hình nào ăn hộ cái. Đấy, tôi nói thế là anh em hiểu luôn là nó đã quá mạnh rồi. Để mà như này nó gọi là slow ball đến chết rồi anh em ạ. Slow ball đến chết rồi. Đấy, tôi thậm chí là bây giờ trận đấu này nhá, anh em thấy là từ nãy giờ tôi ngồi tôi bao hoa bốc phét, tôi chả phải làm gì luôn. Anh em thấy không, đội hình nó vẫn đứng y nguyên như thế từ đầu game đến giờ. Nó không có di chuyển, nó cũng chả có xếp lại đội hình làm gì cả. Một cái đội hình mà tôi không phải làm gì cả. Đấy, là anh em hiểu là nếu mà cái đội hình này vào tay của bất cứ một ai, kể cả là không phải là tôi, thậm chí là vào tay của bất cứ một cái ông nào thuộc cái mức rank bit shop nhá, anh em nhá, thì là rồi cũng là cũng vô địch thôi anh em ạ. Đấy, thế nên là nhiều khi là có những cái thằng nó vào nó bảo tôi chơi với cả bit shop là vì thế mà. Đúng thật là như thế luôn. Đấy, tôi đang chơi nó đúng như kiểu như thế luôn đấy. Là nếu mà chơi như này thì ôi anh em ơi, phải hiểu là bây giờ là như này nó đánh không khác gì ở chơi máy luôn. Đúng thật. Đấy, 8 người chơi còn lại bây giờ không khác gì máy luôn. Anh em thấy giống không? Đấy, tôi có phải làm gì đâu. Đây này, anh em thấy không? Tôi có phải làm gì đâu. Chơi rất là giống với chơi máy. Nhưng mà thôi được rồi, thôi gáy ít thôi Tuấn ơi. Không có gáy nhiều, mấy thằng anti nữa vào report lại mất 3 ngày nữa chết. Rút kinh nghiệm anh em ạ, không lại mất 3 ngày nữa thì thôi lại gáy bẩn lại ăn gì thôi. Ăn gì ở đây không phải ăn gì trong game anh em ạ, mà ăn gì ở trên YouTube ấy. YouTube mấy hôm trước có thằng nó vào kiểu đấy thì thua thì cay thì vào đi pot cho quả. Mất bố 3 ngày cay thật đấy. Chả biết thằng nào. Nhưng mà tôi nghĩ là nó là cái thằng mà bị tôi đẩy 39 máu ở trong một cái trận đấu mà tôi tạm nghiệp. Mấy hôm trước anh em ạ, mấy hôm trước có một trận đấu mà tôi tạm nghiệp. Không biết là 8 ông ở trong cái trận đấu đấy có xem clip này không, thì hãy vào đây và comment nhá, xem là ông nào là cái ông đi bọt. Trong đấy là trong cái trận đấu đấy là có khá nhiều fan. Ở trong đấy là có cả fan ở trên kênh, cũng có cả anti fan. Sau cái trận đấu đấy là cũng có thằng nó dọa là đi bọt tôi mà, thì chắc là cái thằng đấy rồi. Đấy, đẩy 39 máu mà trận đấy nói chung là tôi tạm nghiệp thật anh em ạ. Đi nhà nào nhà đấy mất 39 máu, dã man luôn. Nó cũng giống như cái trận này này anh em này. Trận này thì không đến 39 máu nhưng mà nó tầm 20 máu một rào. Quá căng thẳng anh em ạ. Rồi ui, có chém nan luôn này. Hay quá anh em ơi. Quá mạnh mẽ luôn anh em ạ. Rồi. Vậy là chúng ta bây giờ là nó là gọi là form bài chuẩn luôn đấy. Hai Warlock này, hai Aegis, hai Beat kẹp với cả cọc, 6 Assassin. Quá mạnh rồi anh em ạ. Đấy bây giờ anh em thấy không? Đấy, tất cả các anh em mà đã như là bị tôi tiêu diệt đã bắt đầu sang đây và xem rồi. Thực ra nó rất là muốn lấy cái chuỗi 15 này của tôi. Cộng 15 này của tôi, nhưng mà tôi nói thật là sang nó cũng chỉ là gọi là xem cho nó vui thôi. Chứ còn ăn làm thế nào mà ăn được, ăn cái kiểu gì được anh em ơi. Không thể ăn được. Cái đội hình này anh em biết nó là nó gọi là xếp vào cái hạng của line up ấy. Xếp hạng lại đánh rank ấy, nó gọi là tier 0. Đấy, không phải là tier 1 đâu nhá, mà nó là tier 0 luôn. Đấy, tức là cái đội hình gọi là mạnh nhất meta luôn. Lên một cái đội hình này là chắc chắn là vô địch. Không cần biết là đối thủ nó là như nào luôn. Những cái thằng còn lại nó chơi gì kệ mẹ nó, không cần biết luôn. Không cần biết nó xếp hình như nào, không cần biết nó xếp bài như nào cả. Chỉ cần biết là khi mà chúng ta có được cái đội hình này thì chúng ta là đang ở cái tier 0, là chắc chắn là coi như là top 1 rồi. Đấy, còn top 1 với 100 máu hay không rồi nhá. Chứ còn đã là cái đội hình này thì chắc chắn là top 1, không phải bàn cãi. Đấy, khi mà anh em lên được cái đội hình như này thì anh em không cần quan tâm những cái thằng còn lại nó ở mức cái rank nào, trình độ của nó ra sao, đội hình của nó như thế nào. Không cần quan tâm, hiểu không? Chỉ cần coi như là đợi, chờ đợi cho đến hết game. Đấy, cho các đối thủ là coi như là giành giật, cùng coi như là giành giật nhau để
được những cái vị trí top 2, top 3, top 4. Đấy, còn vị trí top 1 thì đương nhiên là không thể giành được rồi. Bởi vì nó là của tôi, chắc chắn là như thế rồi. Đấy, còn những cái người còn lại thì đấy, thằng nào chết sau thì thằng đấy được top cao, thế thôi. Chứ còn đừng có mơ mà vào đây mà top 1 với cả thằng này, không có cái cửa đâu, làm gì có cái cửa, hết cửa rồi. Ôi giời ơi. Đấy, thôi được rồi, đây, bây giờ cướp điên này. Ôi giời, tôi chắc chắn là cướp điên rồi còn gì nữa. Cướp điên thôi anh em, tôi không có ham cái chém lan. Cướp điên anh em ạ, chơi assassin là nó phải là cướp điên. Ok. Rồi, lát người luôn. Đấy, gặp tôi mấy thằng kia gặp tôi chết hết anh em ạ. Tôi không cần quan tâm nhá, nó xếp đội hình như nào, đội hình nó chơi gì. Tôi không cần quan tâm. Trình độ nó ra sao không cần quan tâm. Đấy, chỉ biết là với một cái đội hình như này thì các bạn chỉ có ở top 2, top 3, top 4 thôi. Chứ còn đừng có mơ vào đây ở top 1. Con cái gấu assassin quá lỗi luôn anh em ạ. Tôi nghĩ là cái con này tôi nghĩ là sẽ phải lên 5 đô. Chứ còn chơi cái con gấu assassin này mà chơi ở 3 đô thì tôi thấy nó hơi sai. Cái con này là phải triệu hồi được 4 con gấu thì mới ra được cái con gấu assassin này. Thì tôi thấy là nó mới cân bằng. Nó thật. Đấy, hy vọng là nhà phát hành nghe được cái lời thỉnh cầu này của tôi mà sửa lại đi. Đấy, không lại có những cái trận đấu mà tôi lại được gáy lên như này đấy. Anh em thấy không? Đấy, nhẹ nhàng thế thôi. Tôi có phải làm gì đâu. Chả phải làm cái gì cả. Từ lấy giờ tôi vẫn để nguyên đội hình. Và tôi muốn chứng minh cho anh em thấy là tôi cứ để nguyên như này thôi là tôi đã vô địch rồi. Anh em thấy không? Chuyện này đúng kiểu như là con nhà phát hành, cháu nhà phát triển. Ui anh em ơi, tôi đã bảo rồi, đã gọi là lên đỉnh rồi. Chuyện này lên đỉnh anh em ạ. Gấu nó đã chạm vào hột me rồi, tôi nói thật với anh em là chỉ có điểm G là có thể rung động của tôi. Nhanh lên các bạn ơi, chém gió coi như là mệt lắm rồi. Tầm này bây giờ không biết nói gì nữa rồi đấy. Bây giờ cái tầm này về chiến thuật trong game nhá, chiến thuật là chỉ có ngồi chờ chiến thắng. Đấy, còn về đội hình trong game thì đội hình chỉ có top 1 trở lên. Thế còn bây giờ tôi biết nói cái gì đây? Theo anh em tôi phải nói cái gì ở trong cái game này đây? Tôi phải nói cái gì? Ao hết đi các bạn ơi ạ. À? Thế à, nhưng mà nó sẽ không ao, nó sẽ cố gắng để giành giật cái top 2. Đấy, tôi chắc chắn là cái điều đấy anh em ạ. Thôi được rồi. Tôi cũng chả biết là bây giờ tôi còn làm gì nữa. Bây giờ hay là tích tiền lên 100 đô. Tích tiền lên 100 đô để chứng minh là 100% máu đấy. Không những là 100% máu đến hết game. Chuỗi coi như là không bao giờ thua, xong rồi lại còn 100 tiền nữa thì có bao giờ là như thế không anh em nhỉ? Ôi giời ơi anh em ơi. Nói chung là cái tầm này tôi nghĩ là làm gì có cái cửa nào đâu, khổ. Ui anh em nhìn kìa, ui cướp điên, cướp điên, cướp điên. Chém nó hút ca cả. Solo, 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 solo. Ui rồi anh em ơi. Mạnh lắm. Mạnh lắm nhưng mà chưa ra sai linh nhỉ? Giờ tôi cần sai linh, tí nữa rồi đổi ra sai linh nó mới tởm. Ok, roll tiếp rồi. Tôi là đùa đấy anh em ạ, à. Tôi 50 tiền roll thôi chứ tôi tích 100 tiền làm cái gì đâu. Rồi, roll rồi. Ui, đây rồi anh em ơi. Ôi, đây rồi, đây rồi. Ui, từ từ nhá, từ từ nhá. Nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Từ từ, xem nào. Từ từ, từ từ, từ từ, từ. Ui, nhiều quá, bán bớt đi thôi, bán bớt đi thôi. Nhiều quá. Từ từ nhá, bán con gì đi đây. Đập trứng luôn. Từ từ đã, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình có là người có tiền, không sợ. Không sợ anh em ạ, đập trứng luôn, đập trứng luôn. Ok. 16 máu à? 16 máu thì đi được chưa bạn ơi? 16 máu thì đi được chưa bạn ơi? Tôi nghĩ là đi được rồi đấy. Ui rồi anh em mạnh quá anh em ơi. Ui anh em thấy quá. Ui biết thế giữa quả trứng nhỉ? Thôi không sao, còn nhiều tiền. Roll tiếp. Roll tiếp, roll tiếp, roll tiếp, roll tiếp. Còn nhiều tiền anh em ơi. Ui từ từ nhá. Thôi. Chuyển sang insect luôn. Chuyển sang insect luôn anh em ạ. Ok, 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 ok. Ok, ok. Rồi. Hay quá anh em ơi, đồ ngon đấy chứ. Ui dồi ôi, có cả phản đam. Hack luôn, được. Những cái món đồ khá là ngon.
Rồi, cho lấy MKB. MKB để đấm con Hutka anh em ạ. Ok. Liệu rằng bạn có thể cắt được chuỗi của tôi không khi mà tôi đã chuyển sang cái đội hình Insect? Không chơi 6 Assassin nữa thì liệu rằng bạn có thể ăn được không? Ui, trông còn đẩy nhiều hơn kìa anh em kìa. Ui, ui rồi, ui rồi, ui rồi. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Lancer 2 sao với chúng tôi. Ui, đẻ con Doom. Thế thì 26 máu chắc đi luôn không? Đi luôn không? Ui rồi, còn 2 máu anh em ạ. Đẩy 24 máu, quá căng anh em ơi. Quá căng luôn. Rôn tiếp. Lấy cáo vào rôn. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ là có khi là vứt con gấu assassin đi cũng được rồi anh em ạ. Không cần, không cần, không cần, không cần. Ui, đây rồi. Siling assassin 2 sao. Ok. Thôi, thế bỏ gấu đi thôi. Ok rồi anh em ơi. Ui dồi ơi, mạnh quá. Cái tầm insect này thì thằng nào đỡ được đây. Anh em nên nhớ là cái bộ insect là cái bộ line up mà nó là cái bộ đánh siêu lết. Tức là nếu mà lết đến siêu lết ý, thì cái bộ này nó là vô địch anh em ạ. Insect toy nó là vô địch ở chợ cái siêu lết đấy. Cái con gấu vừa lấy nó thậm chí là nó chỉ là đến cái mức đấy là nó yếu rồi, nhưng mà khi mà đã lên được cái đội hình này này mà Siling Assassin lên 2 sao thì ôi, vừa lấy tôi đã nói là tôi vô địch rồi thì bây giờ ấy nó là gì? Vô địch thế giới. À không, vô địch vũ trụ. Đúng rồi, vô địch vũ trụ luôn anh em ạ. Cái tầm này nó là siêu cấp vô địch vũ trụ rồi. Làm gì có cái cửa cho bạn nữa bạn ơi. Cái bộ Warrior ấy nó không phải là cái bộ siêu lết anh em ạ. Đây nó là cái line up là nó hơn hẳn về cái đội hình rồi. Đội hình của chúng ta là cái đội hình mạnh hơn hẳn đối thủ. Nó là gọi là siêu lết rồi. Đấy, đội hình siêu lết nha anh em nha, chứ không phải là cái đội hình mà kiểu Warrior là cái đội hình mà đánh ở giữa game đâu. Đấy, nên cái tầm này làm gì có cái cửa ăn được tôi anh em. Đấy, đúng rồi, cờ dưới pro là quá chuẩn luôn. Dưới cờ này, cờ dưới lấy đâu ra mà ăn được anh em, không thể ăn được. Ui rồi anh em nhìn kìa, quẹt cho mấy cái đường thôi thì đi hết đội hình rồi. Ui giời ơi, còn cái con Lancer này thì làm sao làm gì có cái cửa anh em. Đấy anh em thấy không, này thì Lancer 2 sao. Ôi giời, nó khác bọt lắm anh em ơi. Đấy anh em thấy không, đơn giản không, quá đơn giản. Anh em thấy đánh có khác gì ở rank Bisop không? Đúng, tôi có phải công nhận là nó rất là giống, khiến cho là có rất nhiều những cái đang anti nó vào, nó bảo tôi đánh ở Bisop, tôi đúng thật. Đúng thật anh em ạ, nó quá giống luôn ấy. Tôi nói thật với anh em là không những là Bisop mà nó còn là đánh với cả AI đấy, đánh với cả máy đấy. Chỉ có mỗi tội là AI ở top server thôi. Công nhận là cái đội hình Insectoid khá mạnh, nhất là khi mà chúng ta form được cái đội hình ở late game. Đây là một cái đội hình siêu late rồi, đánh ở late game rất mạnh. Đấy, nhưng mà phải lên được cái đội hình như này cơ thì mới có thể là gọi là ok được. Thế nhá anh em nhá, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em muốn xem tiếp cái bộ Insectoid nó tối thượng, anh em có thể chọn clip bên trái hoặc clip bên phải anh em nhá. Đó đều là những cái clip tôi chơi Insectoid rất hay, hay lắm anh em xem đi nhá. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.